Chào đón mọi người đến với kênh của Quy nha. Hello, ông chào mọi người. Và hiện tại thì ông đang đứng ở sân bay. Ông sẽ bắt đầu bay đi Berlin với hãng hàng không, một cái hãng hàng không nổi tiếng nhất của Nga. Một trong những hãng hàng không lớn nhất ở Nga đó. Đó, mọi người có thấy cái máy bay nó phía sau kia không? Và mọi người nhớ đón chờ xem thử hãng hàng không này là hãng hàng không nào nha. Đây là lần đầu tiên Quyên trải nghiệm hãng hàng không này, cho nên Quyên muốn làm một video nhỏ để mà chia sẻ với mọi người về cái hãng hàng không này. Mọi người cùng khám phá Quyên nha. Ok. Ở trong mùa dịch corona đang ở vào cao điểm, cho nên là khá là vắng vẻ so với thường ngày khi mà Quyên đi các chuyến bay quốc tế á mọi người. Ngày hôm nay Quyên đi vào sân bay thì Quyên thấy là các cái thủ tục á làm khá là nhanh chóng. Và bây giờ đang ngồi đây ở cổng chờ đây, chủ yếu Quyên thấy đa phần là người Nga. Họ cùng chuẩn bị đi cái chuyến bay sắp tới cùng với Quyên. Thì thật sự là Quyên mong cho cái mùa dịch này nó qua đi nhanh chóng để mà không bị ảnh hưởng đến kinh tế, cũng như là không bị ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác nữa. Thấy các hãng hàng không vắng vẻ thấy cũng buồn ghê luôn mọi người. Mong cho đại dịch qua đi cho mọi người bớt lo lắng ha. Giờ lên máy bay đã đến rồi và bây giờ mọi người chuẩn bị xếp hàng để mà cho cái boarding time mọi người ơi. Rồi, mình cùng nhau đi thôi. Gia của Nga được thành lập từ năm 1923. Đây là một trong những hãng hàng không lớn nhất ở Nga, có trụ sở tại thủ đô Moscow. Aeroflot sở hữu đội bay trẻ, tài năng và chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ càng về chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp, và sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Aeroflot khai thác hầu hết các chuyến bay nội địa và quốc tế của Nga đến gần 90 thành phố tại nhiều quốc gia trên thế giới. Không những thế, Aeroflot còn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ khi di chuyển từ Việt Nam sang Nga. Trong mùa dịch, để ngăn chặn virus, các bạn nhớ sử dụng chất khử trùng để lau trên bề mặt rèm cửa sổ, bàn khay, màn hình cảm ứng, tay vịn và dây an toàn ngay chỗ ngồi của mình nha. Hello mọi người, vậy là bây giờ Quyên đã đang ngồi ở trên máy bay rồi. Quyên có một cái ghế thì bên cạnh thấy rất vui, ngồi sát cửa sổ luôn. Cho nên là chuẩn bị và mọi người sẽ cùng ngắm cảnh ở bên ngoài khi máy bay cất cánh thông qua cái cửa sổ nhỏ bé này nhé. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Và qua phim Coppola, lòng thấy xót thương quê hương. Bay trực thăng bay trên cao, tàn phá sông thuôn nhỏ bé. Ước mong về thăm chốn thiên, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Mong ước biên ơi trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam. Những bữa ăn mà ở trên máy bay sẽ phục vụ ở
chụp vài tấm hình thật đẹp phải không mọi người? Rất tiếc là lần này Nguyên không có thời gian để tham quan nước Nga. Nguyên đang nghĩ về những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước Nga xinh đẹp nè mọi người. Như là Điện Kremlin, là biểu tượng của du lịch nước Nga nằm ở ngay trung tâm của thủ đô Moscow. Kremlin nhìn thẳng ra quảng trường đỏ, bức tường thành Kremlin và tháp Kremlin cao vời vợi. Quảng trường đỏ thì là niềm tự hào của người dân Nga, là di sản văn hóa lịch sử quan trọng của nước Nga. Do đó khi đến với quốc gia này thì các bạn nhất định là ghé ngang qua quảng trường đỏ nhé. Ngoài ra còn có cung điện mùa đông, là công trình kiến trúc tiêu biểu của xứ sở Bạch Dương, được xây dựng từ năm 1753. Đây đều là những điểm du lịch hoành tráng mà du khách không bao giờ bỏ qua khi đến với nước Nga xinh đẹp nha mọi người. Hạ cánh an toàn rồi. Rồi, vậy là đã đáp ở sân bay Moscow của Nga rồi mọi người ơi. Wow. Bây giờ sẽ tiếp tục một hành trình mới. Có trái dừa nhớ Việt Nam ghê luôn á. Giờ địa phương bây giờ là 6 giờ chiều. Sân bay này cũng khá là lớn. Quá lớn luôn á chứ. Rồi, chào đón đến Moscow. Theo kinh nghiệm của Quy thì các bạn nên đổi một ít tiền rút đồng của Nga để sử dụng tại sân bay, vì không thể dùng tiền đô hay là euro được, hoặc là các bạn nên dùng thẻ để thanh toán nha.